kỹ sư thiết kế cái bản lề cho bà con đó, coi bản lề nha, kỹ sư thiết kế bản lề. Thiết kế bản lề Lamborghini. Ở đó hẳn là chỗ chắc bên à. Thẳng nó đâu có dính đâu. Nghe gì luôn. Đang thua chỗ công đó. Nhưng khui chỗ công nó vô trò nó có cái chốt đó thấy không? Đừng ngoài. Qua kêu qua bậy bậy. Em hỏi kêu rồi đó, bạn về nó kêu chú nha. Kêu nó kêu bằng ba chứ. Con ăn chả để ba kêu ta kêu bằng ba. Sành không? Ê, tát nước lên kia cho nó nổi sình lên để cho nó nóng xuống bờ. Tao cũng với tụi quét cho nó cái lợn đó cho nó đánh chỗ đó hiểu không? Chị, mẹ rửa tay, con rửa tay chi chứ, nước chứ. Ngày công đúng không rồi? Ừ. Bây giờ nước dơ đó. Sáng hay không lợn xuống sình đó dặn cái giờ vô lấy giấy rồi vô lấy khăn quét rồi đó. Anh bé ơi, cho con cái giấy con tháo mình ra coi giống hết nước bình quá vậy. Một lát đi mua chai nước bình đi vô coi. Biết coi gì mới rút nhớt rồi cái. Nhớt cái gì mà hết không biết. Nhớ luôn không biết nhớ rồi tại vì sao nước này. Bình hết rồi nè. Nhớ xe tao ngoài mình biết nhiêu chưa? 6-7 tháng rồi. Ta đã chăm đi xa. Có đi đâu. Ốm bệnh. Nó còn rộng đâu cho nó dày dày đi. Ốm mày. Đâu cái này cong vô xíu mà. Cho nó dày dày đi. Vậy đúng không? Còn chỗ này ốm không sao nè. Nè. Nước trong cái kết này. Cái trong nhà dưới đây làm có em. Giơ tay nha bà con, trời ơi không có máy móc gì hết, chỉ phải giơ tay thôi. Bình nước phụ ai chăm đó, ta chăm cái nắp kia. Bật cái này chút xíu nghe một ít lâu.
Bình nó phụ 200 đó, trong cái lắp kia. Để em xin nghe một ít lắm.